Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok mọi người, và chúng ta nhảy dù xuống phía này để quẩy luôn nhé, chứ ngại gì hả? Rồi đây, xuống tạm đây anh em ạ. Đó, nó phải như vậy. Kẹo qua đây coi. Ồ, có một cái mũ 2 này. Ok, đã có được giày phản lực rồi nhé. Đây nó là khẩu súng Gatling anh em ơi. Quên mất. Tức là khi mà anh em cầm súng thì anh em sẽ không gọi là nhảy qua cửa sổ được. Đó, bay lên trên rồi anh em ơi. Ồ, có người phía dưới này. Vãi trở nó xe mình này anh em ơi. À đủ, có vẻ căng quần máu này. Anh em quần máu được trên không nha. Khá thú vị. Xuống dưới cái đã. Làm gì mà căng, mình còn máu cái đá bạn ơi. Ôi vãi trưởng, nó vẫn xây được mình anh em ơi. À đủ thằng này, láo lếu này, mình có giảm thanh anh em ạ. Chơi nhân vật Raphael này, cầm giảm thanh xấy thì phải gọi là gắt thôi rồi anh em ơi. Làm sao, muốn gì? Ôi vãi trưởng, nó bắn mình anh em ơi. Ôi anh ơi tha cho em, anh ơi tha cho em. Ôi, xíu nữa thì kẹo đai rồi anh em ơi. Khá là hên, mình vẫn đang còn sống nha anh em. Lấy tạm cái ba lô cái đã. Chạy nhanh đi kiếm thêm máu anh em ạ. À đây, có máu này. Quấn luôn máu chứ ngại gì. Ok, kẹo sẽ qua phía này một xíu nha anh em. Đây, lại thêm máu nữa này. Đấy, các bạn là chúng ta sẽ cần lượng nhiều máu một xíu nha anh em. Ồ, ở đây có một cái giáp 2 mới á. Ngon lành cành đào. Đây, mình còn phụ máu cái đấy nhá. Thật sự là khi mà anh em chơi Raphael này, đấy anh em có giảm thanh thì chơi nó cực kỳ là đã. Kể cả khẩu súng Gatling này thì anh em vẫn bật giảm thanh chơi bình thường. Chẳng qua là hình như là anh em, nếu mà anh em bay lên cao thì cái tính năng này sẽ không được kích hoạt nhá. À đây, bật giảm thanh lên, xấy thôi anh em ơi. Nó không hề biết vị trí của mình luôn này. Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Ui, hẳn là nhảy xuống cả. Mình vừa nhấn lộn cái nút bỏ súng này. Sorry anh em. Qua xử nó luôn chứ anh em. Úi giời, làm sao? Chạy nhanh quá ta. Ui, có người này, có người này. Vì sự có một đứa anh em ơi. Vãi trưởng, xấy như này thì căng rồi. Mình còn lại có 156 máu thôi à. Vào nhà thôi các bạn ơi. Ui, bò còn đang thu lại nữa cơ. Thế này thì hơi căng rồi. Trong khi máu của mình thì không full. Giáp 2 mới đây. Lại thực hiện là bắn hơi nát giáp một xíu này, ra ngoài cái đã. Ê, bọn đang thu rồi anh em ơi. Làm sao đậu xanh này. Bay vào trong bò cái đã anh em ơi. Ba vãi trưởng, không kịp rồi. Xuống dưới thôi anh em ạ. Đây ok, mình đang ở trong bo rồi. Rồi nhá. Nó phải như vậy chứ anh em. Lên trên cao xíu này. Ok. Lên cao mắc tầm luôn chứ ngại gì. Khá là thú vị. Đây, và mình vẫn đang cố gắng để gọi là bay vào trong bo anh em ạ. Đó, bay càng ngày càng cao rồi. Cực kỳ cao luôn rồi các bạn ơi. Hay là mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là thử bay cao hết cỡ trong cái game này coi anh em. Xem là chúng ta sẽ bay được cao bao nhiêu lâu. Ở trong chế độ đó là xấy cả thế giới nhá. Đây, mình vẫn đang tiếp tục gọi là bay lên cao này anh em ơi. Càng ngày thì mọi thứ càng nhỏ rồi nhé. Thử bay siêu cao xem. Lần này bo hơi xa anh em ạ, chúng ta sẽ lại gần bo trước nhá. Đây, càng ngày càng cao rồi. Ui, anh em thấy chưa, và mình vẫn chưa thấy cái gọi là giới hạn cơ. Vẫn bay được cao nữa này. Càng bay cao như này cơ mà anh em. Mình vừa bay, mình lại vừa cố gắng để gọi là bay vào cái bo tiếp theo luôn này. Khá thú vị anh em ạ. Ui,
Không biết là anh em đã thử cái gọi là bay siêu cao trong chế độ xấy cả thế giới chưa nhỉ? Đây, nhìn thấy được cả hòn đảo luôn này anh em ơi. Đó, quay xung quanh này. Và ở cái độ cao như này thì không ai có thể nhìn thấy đâu anh em. Đây có một đứa này, nó cũng đang bay lên cao giống mình này anh em này. Làm sao? Làm sao bạn ơi? Bay cao nữa rồi này. Đậu xanh làm sao? Muốn gì? Mình đang ở trong bo rồi anh em ạ. Ui. Nào xem ai bay cao hơn làm sao? Ui. Mình với bạn này càng ngày càng bay cao này anh em ơi. 21 máu rồi này. Đậu xanh này muốn gì? À đủ, có vẻ các anh em mình nó đang bắn mình này, nó đang bắn mình này. Bắn mình cả. Thanh niên này. Bắn mình cả. Ui, thằng kia bay cao vãi trưởng. Ủa anh em ơi. Bay cao mà bây giờ thì tôi chẳng thấy bo đâu nữa cơ. À đủ. Anh em thấy ngầu chưa, bay càng ngày càng cao rồi này. Thằng kia đã bay cao khuất tầm nhìn mình rồi anh em ơi. Mãi trên này cơ. Ghê vậy. Có vẻ hơi cao anh em ạ. Thử thách bay siêu cao luôn ấy chứ. Càng ngày thì chúng ta lại càng bay cao hơn nữa này. Anh em thì ghê chưa. Đây mình xem, mình cố gắng là bay lại gần cái điểm trắng này anh em này. Phóng to lên xíu nào. Để xem kỹ điểm trắng này anh em ơi. Ok. Tức là chúng ta sẽ cần bay chệch sang phía này một xíu này. Đây điểm trắng đấy rồi. Lên thẳng trên thôi. Ui. Khá thú vị anh em ạ. Anh em chơi trong chế độ này thì sẽ không có điểm dừng nhá. Kìa kìa. Con nào. Có một đứa nó bay cao hơn cả mình nữa mà. Làm sao các bạn ơi? Mình bay siêu cao lên này đấy. Anh em nhìn thấy cả bản đồ đảo Thiên Đường luôn nhá. Thấy chưa? Anh em thấy đỉnh chưa? Anh em ở trên độ cao như này thì chẳng ai bắn được anh em cả. Mặc dù là mình đang còn đó là 112 máu này. Đấy gọi là không thấy bo đâu luôn. Ok, bo nó lại rồi này. Ui, tiến lên phía trước một xíu này. Rồi nhé các bạn ơi, đây. Né con này một xíu này. Không thấy bo đâu luôn. Kiểu này thì không biết là có bị bo đốt hay không nhỉ anh em. Ok. À đủ, đã bị hạ rồi. Và mình dừng lại ở top 4 anh em ơi. Đậu xanh làm quả bay siêu cao như này thì khá là thú vị khi mà anh em chơi ở trong chế độ đó là xấy cả thế giới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.